Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisamon. Ở tập trước thì có một sự cố đã xảy ra các bạn ơi, ngọn lửa từ những cái lava ngay cái hồ mình cầu những cái red orb á đã bén vào nhà của mấy chị bán hàng và cái kết là nhà cháy bị cháy mất tiêu rồi. Mình đã sửa lại cái phần phía trước nè, thiết kế lại cái logo nhìn cho nó bắt mắt hơn, cũng như là thay đổi cái phần nóc nhà. Ui chết, đập vỡ cái đồng hồ rồi. Và có thiết kế cái cầu thang nè, để sắp tới mình sẽ nâng cấp nhà của chị bán hàng lên tầng 2 luôn nhé. Tầng này thì chắc mình sẽ sử dụng để làm một vài cái công việc khác nha. Và cũng ở tập trước á thì mình đã triệu hồi nè, và cũng như là bắt được một em Pokemon Articuno, một chú chim băng nhá. Đây cũng là một Pokemon hệ băng mà mình có thể sử dụng được một cái viên đá Z á. Đây nè, mình có cái Ice Set nè, mình sẽ trang bị cho Articuno nhá. Và từ giờ thì mình đã có thể tấn công mà từ kỹ Z với Articuno rồi. Cái Scope Land thì mình sẽ để cho một em Pokemon khác đi, chẳng hạn như là em Kyurem nhá. Và ngoài ra thì Kyurem cũng là một Pokemon rồng mà mình bắt được ở vùng băng. Và theo như thông tin mà các bạn chỉ dẫn á, thì em này còn có thể kết hợp được với hai Pokemon nữa, đó chính là em Zekrom nè, cũng như là em Reshiram á. Và hai em này thì mình cần phải đến cái khu vực Taiga Hill để có thể tìm được á. Nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi tìm cái vùng Taiga Hill đó nhá. Nhưng mà hai em này thì chắc mình sẽ tạm thời cho vô trong đi. Khi nào mình có được hai em Pokemon cần tìm thì mình sẽ triệu hồi ra tiếp. Và dạng Pokemon mà mình lựa chọn trong ngày hôm nay sẽ có một xíu thay đổi nhá. Hôm nay thì em để coi em nào ít ra ta. Arceus thì chắc hôm nay cho ra một bữa đi. Và những em á thần á thì rất ít khi ra trận luôn. Nên hôm nay mình sẽ cho ra trận một hôm nhá. Chẳng hạn như em Garchomp nè và em Tyranitar. Kế đến nữa thì mình cần phải có một em Pokemon hệ nước đi. Và hệ nước thì mình có em, không phải em cá mập này, đây nè, em Gigados của mình. Và còn một slot nữa, mình sẽ cho em nào mà ít ra trận ta. Đúng rồi, Hoba. Đã từ rất đâu rồi, Hoba cũng chưa có ra trận á. Và đây là dạng Hoba đang bị kiềm hãm sức mạnh đó các bạn ơi, nhìn rất là đáng yêu luôn, nên mình sẽ chụp cho một bức hình nhá. Chứ đợi mà sau khi ha mở cái bao ra nè, búp, đó nhìn rất là đáng sợ luôn á, hết đáng yêu rồi, nên thôi về dạng Gambit. Và trước khi đi thì mình sẽ chụp cho mấy Pokemon mình một ít tấm hình cái đã, chẳng hạn như Arceus nè, chụp một phát nó có được ảnh của Arceus luôn nè. Cái đến là Garchomp đi. Nhưng mà Garchomp này thì chưa có ngầu nha. Mình sẽ tiến hóa Mega một cái để cho Garchomp của mình nhìn trông ngầu hơn, cũng như là Tyranitar cũng vậy nhá. Tiến hóa Mega đi hai em ơi. Gyarados cũng có thể tiến hóa Mega nè, mình sẽ cho tiến hóa Mega cùng lúc ba em một lượt để có thể chụp hình và chụp hình Garchomp. Đó, có được tấm hình rồi. Cái đến là Tyranitar nè, chụp hình một cái. Ui chết là mình chụp nhầm rồi. nhìn em Tyranitar mà chụp chúng em Gyarados chứ, bó tay mình luôn á. Rồi, đã chụp hình được ba em này rồi. Còn Seedr thì khi nào tiến hóa thì mình sẽ cho em ấy một bức hình sau nhá. Giờ thì mình sẽ treo những cái này lên cái đã. Nhà của chị y tá bây giờ nhìn sẽ rất là đẹp cho coi. Quá trời hình của những Pokemon mạnh luôn. Arceus cũng treo lên nè, Hoba và cuối cùng là Gigados. Rồi, hôm nay mình đã chụp được 5 bức hình. Trên đường đi nếu mà mình gặp em Pokemon nào đẹp đẹp hoặc là lạ, mình cũng sẽ chụp hình tiếp nhá. Và bóng Pokemon hôm nay mình dự định sẽ chế tạo thêm á, đó chính là cái Heavy Ball. Nhờ Heavy Ball mà mình đã bắt được cái em Kyurem á, chỉ với đúng một quả luôn. Nên mình tin tưởng vào quả Heavy Ball này rất là nhiều. Và mình cũng sẽ chế tạo thêm một ít cái trái Liver Ball á, để mình bắt những em Pokemon cấp thấp hơn mình dễ dàng hơn. Mình sẽ chế tạo, ui chết, chết rồi, mình chế tạo tới 40 lần. Hơi bị nhiều rồi. Và thêm một ít cái Ultra Ball đi, đủ không? Đủ được 3 cái, ok, có xài đỡ hơn không. Và mình còn thiếu hình như những cái đế hay phải á. Mình sẽ kiểm tra lại. Đúng rồi, mình thiếu đế quá quá trời luôn nè. Để mình sẽ đổi cái số khói này ra những cái foil và làm ra thiệt là nhiều đế. Rồi sau đó cho vào cái hệ thống
đập cái phần nắp và đế này nhé, để mình có thể tiếp tục chế tạo bóng chứa Pokemon các bạn ơi. Nãy giờ thì những cái phần nắp và đế nó cũng làm gần xong rồi nè các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ vô trong để chế tạo nết luôn nhé, để bắt đầu cái chuyến hành trình ngày hôm nay đã. Đầu tiên thì mình sẽ làm Heavy Ball trước nè, để bắt những em Pokemon có cân nặng cao cao một tí nè. Làm thêm 18 cái nữa. Rồi kế đến là những cái Liver Ball đi, bắt những em Pokemon cấp thấp hơn mình và thêm 3 cái Ultra Ball nữa. Vậy là xong cái phần chế tạo bóng chứa Pokemon rồi. Mình sẽ cất những thứ còn thừa lại vào bên trong này nhá, để có gì mình còn chế tạo tiếp trong thời gian sắp tới. Và cũng như là mang hết cái bóng Pokemon mà mình đang có trong cái rương Suker này ra. Tại vì mình cần phải có bóng Pokemon để bắt chứ, chứ để trong này mà khiêu chiến thì không có bóng Pokemon mà bắt giữ đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái hành trình đi thôi nào. Nếu mình nhớ không lầm thì đâu đây hướng bên này nè, sẽ có một cái khu vực Tiger Hill thì phải á. Để hôm nay thì mình sẽ cưỡi một em Pokemon và đi tìm cái vùng Tiger Hill đó nhá. Mong rằng mình có thể gặp được hai em Pokemon mà mình cần tìm, đó chính là Zekrom cũng như là Reshiram á các bạn ơi. Mình chỉ mới biết tên thôi, chưa biết cái hình thù hai em đó như thế nào nữa. Mong rằng là hai em ấy sẽ kiểu như là ngầu ngầu một xíu nha. Rồi và phía dưới này đang có một cái Pokechat, để mình sẽ xuống dưới đây để bỏ luôn. Bay xuống một cái, mở ra. Búp. Được một cái SP Def. Ủa cái này là khi mình trang bị vô thì nó sẽ tăng cái SP Defense lên hả ta? SP Defense á. Cái kiểu như sao ta? Cái phòng thủ hả? Không biết có phải chính như vậy không nữa. Mở thêm cái Master Chat coi. Giga Impact 150 điểm sức mạnh. Lại thêm một cái đĩa mạnh nữa các bạn ơi. Ở đây thì có Gastly thôi. Gastly thì mình sẽ không có bắt nữa đâu. Mình đã bắt được một em Gastly ở nhà rồi. Phía xa xa đằng này còn có thêm một cái Master Chat nữa nè. Mình đang rất là muốn tìm một cái Master Chat ở trên này. Nhưng mà các bạn có chỉ mình đó là ở dưới cái khu vực tòa thành trong thế giới Ultra Beast đó, thì chúng ta sẽ dễ gặp Master Chat hơn hả? Để một xíu nếu mà mình gặp cái cổng Ultra mình sẽ thử xuống dưới nha. Và mình vừa mở ra một cái đĩa Return. Đĩa này thì chưa gọi điểm sức mạnh. Rồi và đi tiếp về hướng bên đây thôi. Hy vọng là mình có thể sớm gặp được cái khu vực Tiger Hill đó nha. Đi được một đoạn thì mình gặp được một em Legendary là Azep. Ui, ở cái à, đây rồi, đây rồi. Đây là một trong những Pokemon trong bộ ba ao hồ nè. Azep, để coi level 50 hả ta. Thử cho Seeder vào trận nhé. Đánh với mấy Pokemon mà cấp thấp thấp một tí á, thì mình nên ưu tiên Seeder các bạn ơi, để có thể kéo rỉa máu á, mà không sợ kích liễu luôn em Pokemon mà mình định bắt. Rồi và hy vọng là mình có thể bắt được một em đầu tiên trong bộ ba ao hồ này nhá. Azep level 50. Mình nghĩ là mình nên dùng Phone Sweep tiếp tục đi, đến khi nào mà thấp máu nhất. Nhưng mà em ấy bị knock out rồi. Không sao hết, Azep sẽ vào trong để kiểu như là nhận sát thương thôi. Công việc của mình là sử dụng thiệt là nhiều những cái Deep Bond nè. Vì mình đang bắt Pokemon ở dưới nước á, nên việc sử dụng Deep Bond là rất là cần thiết luôn. Và liệu rằng một Deep Bond có thể bắt... Wow, em ấy buồn ngủ rồi kìa. Azep hồi đầy máu luôn nhưng mà lại ngủ rồi các bạn ơi. Để mình sẽ thử rỉa máu em ấy rồi tiếp tục sử dụng bóng chứa Pokemon nhá. Ý. Sau khi hồi máu cho em Seeder và tiếp tục lần hai thì mình đã bắt được em Azep rồi. Đây nè. Vậy là mình đã có được một Pokemon đầu tiên trong bộ ba hồ rồi nhá. Em này là hệ tâm linh các bạn ơi. Và chỉ số happiness của em ấy khá là cao luôn, 140 lần á. Khá là tốt đó. Ui xíu nữa thì lọt xuống ngó. Rồi không sao hết. Và mình sẽ heal cho cái em Seeder của mình, cái đã có công rất lớn trong việc kéo rỉa máu. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi thôi. Và ngoài quên mất Seeder đâu có cưỡi mình nổi. không đâu có cho mình cưỡi nổi. Tại vì Seeder chưa có tiến hóa lên đó, nên cánh chưa phát triển các bạn ơi. Mình leo lên một phát là bị gớt xuống dưới mất tiêu hả. Và đây là một nhà huấn luyện Pokemon. Cứ tưởng cái bác move tutor chứ. Nè toàn là mấy nhà huấn luyện Pokemon thôi. Mình đang muốn tìm một cái
Bác mua tu to cơ, bác đó thì mới dạy kỹ năng cho mấy Pokemon nhà mình được. Rồi mở cái này. Được một cái mèo. Mình không cần mèo cho lắm á. Sẵn tiện đây thì mình sẽ đi tìm tìm cái em Pokemon trong bộ ba thời tiết luôn nhá. Em cuối cùng đó chính là em Kyurem nhá. Em đó thì thường thường sẽ xuất hiện ở những cái vùng biển mà nó sâu sâu một tí á. Và sẵn tiện đang gần biển nè, mình sẽ thử ra ngoài coi coi tìm có gặp không nhá. Hôm nay thì mình chưa có gặp em ấy nữa, hy vọng hôm nay có thể gặp được luôn. Và sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng mình cũng đã gặp được một em Kyurem rồi. Cái chỗ này nếu mà mình khiêu chiến thất bại là mình sẽ mất loại bộ vô à, không loại vô trong bờ á, hơi khó đây. Chắc mình phải kêu Gyarados ra mới được. Chiến đấu dưới nước là phải kêu Gyarados ra. Rồi khiêu chiến thử với em Kyurem này xem. Hơi khó đây, hơi khó đây. Lẹ lên không tôi chết đuối. Rồi 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 khiêu chiến được rồi các bạn ơi. Chiến đấu ở dưới nước luôn nhá. Và Gyarados sẽ là lựa chọn của mình. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hóa Mega trước rồi mới tấn công á, để có thể tối đa hóa lực sát thương cũng như là tăng cái sức phòng thủ của em Gyarados của mình lên. Rồi và em ấy tiến hóa Mega đâu mất tiêu rồi. À không, tiến hóa Mega cái chọi lên mặt nước luôn à. Rồi khi bị tấn công chỉ mất có tí xíu máu thôi. Và khi phản đám. Ui không có xi nhê hả? À không, hơi bị xi nhê đằng khác. Kéo được một mớ máu của em Kyurem rồi. Giờ thì mình sẽ sử dụng kỹ năng yếu hơn một tí đi, Flying đi, để đảm bảo là em này không có bị đánh bại luôn á. Đó. Kéo phần máu thấp như vậy thì mình sẽ bắt đầu sử dụng một cái Deep Ball trước nha. Nói chung thì nếu mà bắt Pokemon ở dưới nước thì ưu tiên hàng đầu của mình là Deep Ball đó. Nó vẫn có lợi thế hơn á các bạn ơi. Nhưng mà cái đầu tiên thì có vẻ chưa có bắt được, nên mình sẽ tiếp tục sử dụng đến khi nào mà chinh phục được em Kyurem này thì thôi nha. Đang khiêu chiến em Kyurem thì một cái em Gyarados Mega Shiny luôn đang lại định khè mình hay sao kìa nè nè. Đang canh me đợi mà lúc mình vừa khiêu chiến xong là khiêu chiến với mình đó. Đừng có đùa, em này ha, lăm le dữ lắm luôn. Để thử với mình đánh xong em Kyurem này xong rồi mình sẽ triệu hồi rồi đánh với em Gyarados Mega Shiny đó nhá. Mấy em Shiny đó thì thường thường là Legendary các bạn ơi, nên việc gác cấp là tới 20 level lận, nên rất là khó khăn luôn. Nhưng mà mong rằng mình có thể chinh phục được em Kyurem này sớm. Rồi còn có cái mà khiêu chiến nữa chứ. Mình sẽ thử sử dụng một cái Heavy Ball xem. Đây là một Pokemon cũng khá là khủng đấy. Mình nghĩ kích thước, kích cân nặng của em này á cũng khoảng 200 kg trở lên đó. Thử sử dụng một cái Heavy Ball. Ui, suýt nữa là được rồi. Thường thường mấy cái bóng mà lâu như vậy là sẽ rất là dễ bắt được á, nhưng mà có vẻ mình kém may mắn một tí rồi. Thử thêm cái Heavy Ball thứ hai nè. Mình có niềm, rất có niềm tin vào cái Heavy Ball này. Kỳ ta. Lần trước mình bắt cái em Kyurem á chỉ đúng một quả thôi. Mình mở cái chest ra một cái quả Heavy Ball dùng một lần là bắt được luôn. Nhưng mà lần này mình tốn tới hai trái rồi mà chưa bắt được. Đây là trái thứ ba cũng chưa luôn. Vậy thôi. Tiếp tục với Deep Ball nữa các bạn ơi. Một tí thì dùng tí một tí xíu Ultra Ball xem coi có được không nhá. Chứ tình hình này có vẻ khá là khó bắt em Kyurem này rồi. Thành công rồi. Heavy Ball đã phát huy sức mạnh rồi các bạn ơi. Ui nhưng mà ở đây tới hai con Gyarados Shiny lận. Wow, căng thẳng để mình kêu Gyarados của mình ra cái đã. Mình hồi máu cái nè. Rồi sau đó triệu hồi em ấy ra để mình có thể thở ké thôi. Chứ mình xuống nước là mình không có thở được á. Rồi lên trên này một cái nè. Ui, em này là boss rồi. Hai em lận á, tỷ lệ mình nhặt được cái mà cái gì ta, cái bóng Pokemon từ em này cũng khá là cao á, nên mình sẽ thử khiêu chiến nha. Rồi khiêu chiến bằng em Azeth nè. 118 đánh với 98 vẫn có thể, vẫn có thể thử sử dụng một cái ấy chích nhắm nhắm rồi, đáng ra là phải dùng cái Extreme Speed chứ. Đây nè, Extreme Speed nè.
Chứ dùng lửa mà sao đánh với nước lại. Mình hơi sai trong việc chọn skill rồi. Nhưng mà không sao hết, mình sẽ khắc phục bằng cách triệu hồi hộ bà của mình ra. Em ấy hơi bị mạnh đó nha, chứ đừng có đùa. Gachom của mình đang tiến hóa Mega để ha cạo cái con Gigados này các bạn ơi. Này thì Gigados Gigados đánh với Gigados, liệu em nào sẽ mạnh hơn? Các bạn cũng biết kết quả rồi. Ui, dám tấn công Gigados của mình. Ủa nhưng mà sao Gigados của mình đánh y như gãy ngứa con kia vậy? Tốn rồi, giờ chỉ còn mỗi Tyranita thôi. hơi toan các bạn ơi. Dùng kêu hay điện để xem thách. Ui, phía xa có em Pokemon Legendary nữa kìa. Nãy giờ mình đứng đây lâu quá trời luôn, thành ra nó xuất hiện thêm Pokemon Legendary rồi. Manaphy. Để mình lặn qua bên đó xem thử. Để có thêm một em Pokemon Legendary dưới nước nữa. Ý, hình như em này trong bộ ba ao hồ nữa nè các bạn ơi. Chuẩn rồi, mấy em dưới nước mà mấy xíu này chỉ có trong bộ ba ao hồ thôi. Được rồi nha. Cider ra tay em ơi, tiếp tục khiêu chiến nè. Kích đâu em này đâu mất tiêu ta, em này hình như nhỏ quá luôn á. Mình không thấy nổi em này luôn. Hình dạng em này là như thế nào vậy? Mình cũng chưa biết hình dạng mấy ra sao nữa. Để mình bắt nè, mình thấy được từ cái icon nhỏ nhỏ nè. Em này màu xanh các bạn ơi. Hình như đang núp ở phía sau cái này phải á. Đúng không, sau cái khói này nè. Hình như em ấy núp ở đâu rồi. Mình không thấy rõ nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng kéo rỉa máu em này xuống thấp nhất có thể nhá. Rồi sau đó mình sẽ bắt em này luôn thôi. Cố gắng kiếm được bộ ba ao hồ càng sớm càng tốt các bạn ơi. Ui, ở đây có em Pokemon gì mới bơi ngang làm khán giả nè. Rồi thêm một cái phone sweep nữa. Rồi phần máu đã về cái màu đỏ rồi. Và Cider của mình cũng đã bị đánh bại. Nhưng không sao hết, công việc còn lại của mình chỉ là tụt bóng chứa để cố gắng tụt bộ cái em Manaphy này thôi á. Như vậy thì mình đã có gặp được AZ nè, cũng như là Manaphy rồi. Nè, mình gặp được em Mít rồi nè. Vẫn là một Pokemon nhỏ nhắn xinh xắn các bạn ơi. Nhưng mà sức mạnh thì đừng có khinh thường nha. Em ấy là một Pokemon Legendary đấy. A few inches later. Ý, bắt được rồi. Vì là hôm nay mới ra khúc biển này thôi mà mình đã bắt được hai em Legendary rồi các bạn ơi. Cũng khá là may mắn đó. Một em là em Kyori nè, trong bộ ba thời tiết. Rồi kế đến là cái em Manaphy trong bộ ba ao hồ. Được thiệt sự, mà trên này còn có cái hố Ultra nữa. Nhưng mà cái hố Ultra đó cũng không nhất thiết vào đâu, tại vì mình có đấng sáng tạo mà, muốn vô thế giới Ultra lúc nào mà chả được đúng không. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ kiểu hai em kia ra cái đã. Azep nè, Manaphy được bộ đôi của cái ao hồ. Rồi kế đến là bộ ba thời tiết đâu rồi, Rayquaza, rồi Rawdon và Kyori. Được bộ ba thời tiết rồi đó nha, hơi bị được luôn á. Còn bộ ba XYZ thì mình chỉ mới có Z với Y thôi, còn thiếu X á các bạn ơi. Mình chưa có gặp em ý nữa, hy vọng sắp tới có thể gặp luôn em ấy cho đủ bộ luôn đi. Rồi và trong lúc đang may mắn á thì mình sẽ đi mở một vài cái chat nhá. Biết đâu được mỗi chat nó lại ra thêm Master Ball, thế thì nó lại tiền cúc mèo quá. Được một cái Becha Berry. Cũng tạm đi. Lần kia là mấy bé cá thôi. Không biết cái vùng này còn em Pokemon nào để mình bắt không ta? Hay là mình sẽ qua cái chỗ Misa ta? Ôi chết, nhầm. Ủa, cái chỗ Misa kia mình quên đánh dấu điểm rồi. Rồi và mình đã trở lại cái khu vực Misa rồi các bạn ơi. Hôm qua đây mà quên đánh dấu điểm chứ. Để mình lượn thêm vài vòng chỗ này coi, nhất định phải tìm được một em Legendary nào đó ở cái khu vực này chứ. Ở đây thì có cái em Blavita. Hôm qua các bạn có chỉ mình có một em Pokemon cấp nhỏ nhưng mà rất là mạnh luôn. Để mình lên cái ngọn núi là mình tìm cái đã. Thường thường mình thấy mấy em đó xuất hiện trên ngọn núi khá là nhiều. Ê, sao mình thiếu hết một em Pokemon nào ta? Cái chỗ này mình thiếu hết em rồi.
Để mình nhớ coi, hình như hệ tâm linh, hô ba. Đúng rồi, hô ba của mình. Đây nè. Bỏ quên hô ba ở trong này chứ. Rồi, và giờ thì mình sẽ trở lại. Úi, lại là lá vita, sao em này cứ thích kêu chiến mình hoài. Nghĩ sao kêu chiến với mình chứ. Phía bên này có con boss Gengar, nhưng mà mình sẽ bơ nó một xíu đi. Mình muốn đi lên trên này để tìm cái em Pokemon cấp thấp mà các bạn có chỉ mình bắt á. Đâu rồi ta, hôm nay có xuất hiện không? Đó thì các bạn thấy không, cái lúc mình tìm á thì nó sẽ không có bao giờ xuất hiện. À, phải em này em ta? Không không không, không phải em này. Em mod roll gì á. Em này cũng khá là nè nè. Luna Stone. Em đá Luna. Rồi coi một chỗ này thì có cái em ý, cái em Scrappy nè. Scrappy. Em này hãy chiến đấu và bóng thôi. Được được các bạn ơi, mình nghĩ mình nên bắt em này nè. Và mình sẽ sử dụng một cái Liverpool để bắt em này cho dễ hơn nhá. À, tại vì cái chênh lệch cấp khá là nhiều luôn. Thử nha, liệu rằng Liverpool có thể bắt được một em cấp thấp sớm như vậy. Test luôn, Liverpool xuất hiện. Và với một trái duy nhất thì được rồi. Quả thật Liverpool á rất là hữu dụng cho việc bắt mấy em cấp thấp luôn các bạn ơi. Như vậy thì mình đã bắt được em ấy rồi nè. Em này thì sắp tới chắc mình sẽ cho tiến hóa quá. Nhưng mà ở đây nè, đây nè. Đây rồi, cuối cùng thì em ấy cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Em Nosebat chứ. Rồi mình sẽ 50 hả ta? Em này 50 lần đó. Không có đùa được đâu, nhưng mà dù sao thì cũng không nên dùng Gachom, vì Gachom của mình cực kỳ mạnh, tấn công chỉ có nước em này ha, đi đứt thôi, nên dùng Seeder cho nó an toàn nhá. Phone Sweep nè. Nhưng mà Phone Sweep có vẻ không xi nhê cho lắm. Nice Slash xem. Ui, Nice Slash có vẻ khả quan hơn nè các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ kéo máu của em Nosebat này trước nhá, bằng thật là nhiều những cái kỹ năng. Ui, được luôn nè. Cũng khá hay nha, tính ra dùng Liverpool á bắt mấy em Pokemon cấp thấp rất là hết luôn á các bạn ơi. Hướng này vẫn còn một em Nosebat nữa nè. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ coi coi em này là hệ đá. Wow, còn đúng một máu luôn á. Có một skill hệ điện nè, Rock Flash, Tackle, rồi Harden gì nữa nè. Quầy được á, em này thì thiên về phòng thủ thôi, sức tấn công thì không cao cho lắm, nhưng vòng sức phòng thủ thì rất là cao luôn á các bạn ơi. Không biết sắp tới mấy có thể tiến hóa không nữa. Hy vọng là có thể nhá. Nhưng mà công việc chính của mình hiện tại là vẫn đi là đi tìm hai em, đó chính là Zekrom và Reshiram á. Nhưng mà một xíu về vùng Taiga thì mình sẽ AFK sau, giờ thì đi tìm những em Pokemon huyền thoại ở cái vùng Misa này thôi các bạn ơi. Ui, ở đây có một em Pokemon gì nè các bạn ơi. Salamence. Em này là Pokemon, để xem coi, hệ rồng và hệ bay à. Ui, mình lại gặp thêm một em Pokemon rồng nữa nè. Em này thì có vẻ hơi bị ngầu. Ui ui, bay lên kìa. Được được được, mình khá là thích những em Pokemon hệ rồng á nha. Mình sẽ đổi em Pokemon để... Ê, chết rồi, Seeder của mình yếu quá. Đợi một xíu, đợi tại hạ hồi máu cái đã. Đây, hồi máu cho mấy em Pokemon của mình. Rồi, sau đó Seeder ra trận em ơi. Gán đem em Salamence về đội của chúng ta nhá. Phone Sweep nè. Ui, có vẻ Phone Sweep không gây được quá nhiều sát thương. Hay là mình sẽ thử chơi một cái lớp bon nhá, dùng dùng kế mỹ nhân các bạn ơi. Em Seeder cũng mình là Pokemon cái á, còn em Salamence là một Pokemon đợt, liệu rằng lớp bon có phát huy sức mạnh không? Em này cứng rồi các bạn ơi. Em này không có thể mê hoặc bằng nhan sắc của Seeder rồi, nhưng mà không sao hết, mình vẫn có thể chiến đấu mà. Nãy dùng lớp bon không được, nhưng mà kêu hô ba ra dùng lớp bon lại được. Kỳ ghê á. Rồi, và mình đã bắt được một em Salamence. Chắc giờ thì mình sẽ cho Gachom một xíu đi, nhường chân cho Salamence một tí xem. Và mình sẽ hồi máu cho em ấy luôn. Nãy thì em ấy chỉ mất có phần nửa máu thôi. Salamence, đi rồi, có kỹ năng gì không? Phun lửa được luôn. Mấy em Pokemon hệ rồng thì đều biết phun lửa các bạn ơi, phun lửa nè. Đó, nhìn Salamence vậy thôi, phun lửa cũng khá là... nhưng mà sao bay nhìn kỹ ta? Em này bay không có đập cánh các bạn ơi.
Ngầu thì có ngầu thiệt đó, tại vì cái cánh của em này á nhìn rất là giống cái lưỡi dao luôn. Còn em này là Vivillon. Hình như em này, đúng rồi, các bạn có nói là em này á ở mỗi vùng sẽ có một màu khác nhau á. Em này cấp mấy rồi ta? Cấp 24 thôi. Mình sẽ dùng cái Liver Ball đi. Liver Ball để xem coi liệu rằng có thể bắt được em ấy không nhá. Khiêu chiến trước cái đã. Tại vì khiêu chiến mình sẽ dùng Liver Ball dễ hơn. Đây, Liver Ball nè. Bắt thêm một em Vivillon nữa để mình có thể sưu tầm á các bạn ơi. Những em kiểu như là có nhiều màu hoặc là nhiều dạng khác nhau á thì mình sẽ cố gắng sưu tầm càng nhiều càng tốt nhá. Rồi bà đã bắt được chỉ với duy nhất một quả Liver Ball rồi. Và mình sẽ tiếp tục đi thôi. Nhưng mà vùng này thực sự là mình chưa có gặp em Legendary nào luôn á. Toàn là mấy em Vivillon với mấy em No Spot không à. Ui, mình lại gặp thêm một em Onyx rồi. Cái em này khá là đáng tiếc á, là mình không thể nào cho lên cấp để tiến hóa các bạn ơi, cần phải trao đổi á. Để sắp tới mình tìm cách nào đó mình sẽ trao đổi Pokemon rồi chúng ta sẽ tiến hóa cho em Onyx này sau nhá. Tại vì ở nhà mình cũng có một viên đá tiến hóa cho cái dạng tiến hóa của em Onyx đó. Trong này có một cái Pokéset nào, mình sẽ vô để mở coi. Mở ra một cái Fairy Gem. Cũng tạm đi. Nhưng mà thực sự là cái vùng này nó không có cái đền của cái em Pokemon chim luôn rồi. Cũng hơi tiếc đó. Và kể cả Pokemon huyền thoại còn không xuất hiện cơ, huống hồ là cái ngôi đền. Chắc hôm nay mình vẫn chưa đủ may mắn để gặp rồi. Để mình sẽ trở lại cái vùng Taiga tìm mấy cái em Pokemon cần thiết thôi, đó chính là Zekrom và Reshiram á, như vậy chắc sẽ tốt hơn á. Qua đây bắt được thêm cái em Nosepass với em Salamence hồi nãy cũng khá là vui rồi. Rồi giờ thì tiếp tục đi tìm ở một cái hướng khác coi, chẳng hạn như hướng bên đây xem. Biết đâu đổi hướng thì lại đổi giận thì sao, đúng không? Phía dưới này đang có một cái Master Chest. Đột nhập xuống dưới này để mở luôn thôi. Hướng vào là hướng bên nào ta? Không có hướng trước mặt thì mình sẽ đào vô luôn. Đó chính là lý do mà tại sao mình chế cây rìu á. Rồi và mình mở được một cái đĩa Lissa, 110 điểm sức mạnh. Cũng khá ổn đó nha. Phía bên này thì có anti. Thôi mình không farm anti đâu, nên mình sẽ tiếp tục đi thôi. Để mình coi coi vùng này còn em Pokemon thì không ta. Nhưng mà thật sự là mình đang rất là cần tìm cái em Zekrom cũng như là Seriram á. Seriram chứ mọi người ơi. Cái này có một cái bo cây chép nữa. Mở tiếp. Mở nè. Ra cái gì vậy? Ra một cái Lucky Trứng may mắn. Ok, trứng may mắn nha. Mong rằng là sẽ giúp mình may mắn và tìm được cái em Pokemon huyền thoại đó. Và cuối cùng thì mình cũng đã gặp được một trong hai em, đó chính là Zekrom các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Ui, cũng giống như em Kyurem, em này cũng rất là ngầu. Được được được, và mình sẽ khiêu chiến với em này nhá. Mục tiêu đầu tiên thì mình sẽ chọn đó chính là Seeder, vì Seeder của mình có chiêu Phone Sweep khá là tốt á, nhưng mà không biết tấn công có lại hay không thôi. Ui, có vẻ Phone Sweep không có khả năng tấn công gây được nhiều máu cho em Zekrom rồi, chắc phải đổi Pokemon quá. Ý nhưng mà Night Slash có thể tấn công được nè. Giờ thì thử đưa Hoba vô nhá. Hy vọng là Hoba có thể tấn công được em ấy. Wow, dùng một skill hệ ma tấn công quá trời máu luôn. Nhưng mà mấy phản đam cũng khá là gắt á các bạn ơi. Giờ thì mình dàn Pokemon mình em nào tấn công tiếp thì Zekrom chắc cũng ngởm thôi, nên để an toàn hơn và giúp mình có thể bắt được em ấy thì mình sẽ sử dụng một cái bóng chứa Pokemon để bắt luôn nhá. Chứ giờ cố đánh thêm gì chỉ có nước là tiêu diệt luôn em ấy thôi. Hy vọng là mình có thể dễ dàng trong việc bắt em này một tí nhá. Gặp em này thì đã khó rồi mà còn giết luôn em ấy thì uổng lắm. Em này mình dùng có hai cái bóng thôi mà bắt được luôn rồi. Zekrom, em này là hệ rồng và hệ điện các bạn ơi. Đã nha, đã nha. Mình chưa cho hết dạng Pokemon mình ra nữa, để mình heal cho em này cái đã. Một cây heal một phát nè.
Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời á nha. Vậy là mình đã tìm được một em đầu tiên trong bộ đôi này rồi. Giờ thì mình sẽ tìm thêm em Reshiram cái nữa. Thì mình mới về được. Ê, ở đây có em Rock Group nè. Mình sẽ lấy cái Liverborn đây nào. Liverborn, rồi sau đó khiêu chiến với em này một cái nha. Để có thể kiểu như là bắt em ấy tốt hơn. Đây, Liverborn nè. Tung ra một phát. Về với đội của anh đi. Ở nhà mình còn thêm em Rock Group nữa. Sắp tới mình sẽ cố gắng train hai em Rock Group một lượt á, để cho đủ level rồi tiến hóa luôn nhá. Và mình sẽ tiến hóa hai dạng còn lại của Rock Group luôn á. Dạng hoàng dạng kiểu như là ban ngày cũng như là dạng bình minh đấy các bạn ơi. Phía bên này có thêm một cái chest nữa nè. Trong lúc may mắn mở thử mở chest coi coi có thêm gà bóng chứa không. Ui, Cherry Spawn nè. Một cái bóng rất là lạ luôn. Cái bóng này không chế tạo được nha. Và có thể chế tạo ra một món đồ khác đấy là Bokeh Gift. Một thứ rất là xịn. Không biết có xịn không nhưng mà không có chế tạo được á các bạn ơi. Theo mình nghĩ là nó sẽ xịn á. Cất giữ luôn, mình sẽ cố gắng không dùng nó đâu. Thì hàng hiếm mình chúng ta nên trưng bày các bạn ơi. Quá là hên luôn á, vừa bắt được em Zekrom rồi còn mở thêm một cái Pokeball nữa chứ. Quá nhiều may mắn đến với mình. Rồi mở thêm cái này. Được thêm một cái Max Eater. Khá ổn, khá là ổn, khá là ổn. Rồi đi thêm một đoạn nữa coi. Và chắc mình sẽ loanh quanh cái khu vực Taiga Hill thôi. Để mình tìm thêm cái em gì ta. Em Reshiram quá. Cái em đó tên hơi khó nhớ một xíu. Được một cái Ice Stone. Ui, lúc mình may mắn thì làm cái gì nó cũng may mắn các bạn ơi. Thì mở cái Pokéchest chat thường thôi mà cũng ra Ice Stone nữa. Quá dữ, quá dữ. Vậy thì Master Chest cho đại một cái Master Ball để mình đỡ phải đi tìm con nào. Chứ không rồi muốn một cái Master Ball nhưng mà muốn mòn con mắt luôn á. Rồi, mở ra. Một cái đĩa Shadow Ball. Bóng bóng tối hả? Nhưng mà trên kia có em Terrakion kìa. Mình đã có em đó rồi á. Nên mình sẽ không có bắt thêm nữa nha. Chắc mình sẽ trở lại cái khu vực Taiga Hill thôi. Nãy giờ mình qua đây chỉ là mở mấy cái chest thôi á. Bị mấy cái chest nó hấp dẫn quá à. Thôi trở lại cái. Ý, trở lại đây mình gặp được cái ngôi làng nè. Còn có cái Ultra Chest nữa. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mở cái Ultra Chest này xem. Liệu rằng Ultra Chest sẽ rơi ra King Rock. Một cái đá vua hả? Đá của vua. Được á nha. Và trong nhà này thì, ủa, rồi luôn. Gặp anh y tá nữa rồi. Thôi nha, đừng có. Thôi nha, đừng có quay mặt lại nha. Đừng 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 có quay lại, đừng có quay lại. Ừ đó, gì gì thì anh không quay lại các bạn ơi. Quay lại là mất công các bạn giật mình đó nè. Chuẩn bị nha, các bạn chuẩn bị tinh thần chưa? Quay mặt lại. Hello mấy cưng. Mỗi lần nhìn mặt anh này là không thể nào nhịn được à. Bó tay với anh này luôn á, tự nhiên chiếm chỗ chị y tá của mình chứ không biết nữa. Mình gặp mấy anh này là mình phải gom hết đồ về các bạn ơi, cho anh nghỉ làm y tá luôn. Cái tội dám vô làng làm y tá hả? Rồi lấy hết về. Cho anh nghỉ làm y tá ở ngay ngôi làng này luôn nha. Rồi đã lấy hết những cái lọ thuốc rồi. Rồi đến mình sẽ ghé qua cửa hàng của mấy cái chị bán hàng trong đây. Để coi coi bán những cái, bán cái bóng gì nhá. Xem nào. Raypon, Pokeball với Ultrapon. Chỉ bán những thứ đó thôi à. Cái máy này không biết mình có lấy về nhà được không ta. Hay là mình thử nha. Mình sợ đập qua nó hư quá. À không, cái này không có hư các bạn ơi. Mà có thể chế tạo không? Ừ, cái này có thể chế tạo mà. Vậy thoải mái rồi. Tưởng đâu nó không chế tạo được thì chắc mình sẽ gom gom về nhà mình cho nó nhiều một xíu á. Nói chung thì cái nào mà nên thì chúng ta nên lấy các bạn ơi. Còn cái đó mình ít dùng mà. Lấy thì tội người ta. Rồi và cái này là có một nhà huấn luyện Pokemon. Chắc mình phải đi thêm một đoạn nữa. Với lại mình cũng đang cần cái bác Move Tutor. Không có bác đó thì khó mà dạy những kỹ năng xịn sò khác cho mấy em Pokemon của mình. Nhất là Rayquaza, mình rất là muốn tiến hóa Mega cho em ấy. Nhưng mà chưa có học được kỹ năng Rồng Ăn Thiên mà sao tiến hóa được. Ở đây có một cái bóng tuyết nè. Ok, để mình sẽ lượn quanh cái khu vực Extreme Hill cũng như là Taiga Hill nhá. Mong rằng có thể gặp được những thứ tốt tốt một tí. Lại thêm một em Vivillon. Em này màu đỏ các bạn ơi. Cũng khá là đẹp nè.
Cấp 24 hả? Được được được, cho em xét rôm khiêu chiến đi, tại vì mình đang cưỡi em Axios á. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng Liverpool thôi. Trên lệch cấp như vậy thì mình nghĩ dùng Liverpool cũng sẽ bắt được thôi hả? Ui các bạn ơi, cái em này hơi bị khó chịu luôn. Không có đánh nhưng mà ngu ngủ mình nè, em Axios của mình mới bị ngủ xong á. Hồi nãy em xét rôm cũng vậy nữa, mình đưa em ấy ra cũng bị ngu ngủ một lần nhá, mình mới thử lại ai về vẫn bị ngu ngủ tiếp. Rồi và cuối cùng thì cũng đã bắt xong em ấy. Vậy là hôm nay mình đã sở hữu được ba dạng của VB rồi đó. Đỏ, vàng với màu xanh nè. Không biết còn dạng nào không nữa, nhưng mà nếu mà mình gặp dạng khác thì mình sẽ tiếp tục bắt nhá. Còn giờ thì trở lại với khu vực Taiga Hill cũng như là Extreme Hill thôi các bạn ơi. Mong rằng mình có thể may mắn gặp nốt các em Seriram đi. Cho đủ bộ đôi này á, rồi có gì về mình còn ghép ghép lại với em Kyurem nữa. Ở gần cái khu vực này có một em Pokemon hình như là Blaziken đúng không? Ừ đúng rồi, mới cấp 41 thôi, lần này không phải boss nữa các bạn ơi. Cơ hội để mình có thể bắt được nè. Ở nhà mình có cái viên đá tiến hóa Mega cho Blaziken á, nếu mà bây giờ mình bắt được thì sẽ rất là tuyệt vời luôn. Rồi, cấu rỉa thôi nào. Em này là được hết á. Bond Sweep tiếp rồi sau đó dùng Love Bond để anh có thể bắt nhá. Mình tin rằng Love Bond có thể phát huy được trong cái lần này nè các bạn ơi. Hai em này khác giới mà, không thích nhau cũng cũng hơi bị khó đó. Rồi Love Bond nè, về với đội của anh đi Blaziken ơi. Ui sao mấy em này cứng rắn vậy ta? Vậy là chắc em này không thích thầy mọ rồi, chắc phải có một em giống như em Blaziken này thì em ấy mới chịu hay sao á. Úi, vẫn chịu nè. Được nha, như vậy thì mình đã có thêm được một em Blaziken hãy chiến đấu vệ lửa. Em này cái happiness là 70 nhưng mà tốc độ em này hơi chậm á. Em này mạnh thì có mạnh đó nhưng mà tốc độ thì không được nhanh cho lắm các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, bù trừ cho nhau mà. Thôi mà hỏi cho em Cedar của mình đi. Ui, chưa 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 không được cởi em ấy bày câu nổi đâu. Ừ thử xét rôm coi. Xét rôm thì khác với khi Urem các bạn ơi, Zekrom có thể cho mình bay nè. Hay thiệt đó, và có kỹ năng triệu hồi sấm sét. Wow, vừa là hệ rồng mà còn có thể triệu hồi sấm sét nữa cơ. Triệu hồi sấm sét. Đó, các bạn có thấy Zekrom xịn không? Ủa các phần đuôi của Zekrom mình thấy rất là ngầu luôn á, y như cái mũi khoan luôn. Không khác gì cái mũi khoan luôn á. Đúng là một chú rồng sấm rất là xịn của mình. Wow, qua bên đây thì mình gặp được một cái thác nước khá là đẹp luôn nè các bạn ơi. Trong tự nhiên mà gặp được mấy cái thác nước này hơi bị hiếm luôn á. Mình phải ghé qua bên đây một xíu để ngắm một tí á. Chỗ này mà xây nhà thì thôi rồi luôn, hết sảy con bà bảy luôn. Có cái thác nước để ngắm á. Phía bên này thì có cái em Pokemon gì đấy, mấy màu vàng vàng mà nhỏ xíu nè. Makuhita này hệ gì ta? Hệ chiến đấu hả? Ui nhìn nhỏ nhắn vậy mà hệ chiến đấu á. Được được được, mình sẽ triệu hồi Azir ra rồi sau đó bắt em này luôn, kiểu như là để sưu tầm, rồi sau này nếu tiến hóa được thì mình sẽ cho tiến hóa nốt và sử dụng một cái Liver Ball bắt mấy em này thì chỉ triệu hồi Azir ra rồi sau đó dùng Liver Ball là bắt được liền à, vì trên lệch cấp rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Đó, với lại Azir cũng là đấng sáng tạo mà, không chịu về đội của mình cũng ổn. Phía bên kia thì có một em Charmander. Charmander thì mình đã có rồi. Nhưng mà mình sẽ thử coi bắt một em ngoài tự nhiên coi coi khó quá không nhá. Để mình thử nha. Cấp 16. Giờ mình nhìn em Charmander này mình cũng thấy nhớ cái lúc mà Charmander mình còn nhỏ giống như vậy nè. Nhìn rất là dễ thương luôn á. Rồi và khi mình cho vào Liverpool thì Charmander khá là cứng đầu nha. 16 với 98 mà vẫn không chịu kìa. Đúng là một Pokemon cứng cỏi. Có vẻ Charmander khá là cứng cỏi các bạn ơi, mình dùng tới 4-5 trái lên Liverpool á thì mới bắt được em ấy cơ. Rồi và mình nhặt được một cái Sticky Bar. Cái này trang bị vô được không? Được luôn nè. Có vẻ ổn đấy. Rồi và vùng này thì chưa xuất hiện thêm Pokemon nào khác ta. Ồ đây còn cái chest nè, để mình mở nốt cái này luôn đi. Có vẻ hôm nay không đủ may mắn để gặp thêm em còn lại rồi.
Game Seriram á, có vẻ em đó thì ít xuất hiện hơn. Nhưng mà để trong thời gian giải tập mình thử AFK coi coi em ấy có thể xuất hiện không nhá. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Và trước khi trở về nhà thì mình sẽ chụp cho mấy Pokemon huyền thoại mà mình mới bắt được một cái bức hình nhá. Chẳng hạn như là Zekrom nè, chụp một phát. Đó, có bức hình liền. Rồi còn em nào nữa không ta? Nãy hình như mình bắt được tới hai em trong bộ đôi bộ ba chứ. Bộ ba ao hồ là Azep nè và cũng như là Manaphy. Không biết chị hồi trên nước mấy máy có bắt máu không nữa. Hình như không các bạn ơi, hình như không. Chụp cho Azep trước nè. Rồi kế đến là Manaphy nhá. Rồi Manaphy có vẻ to hơn một tí. Và xong rồi, chụp hình xong rồi nhá. Giờ thì chúng ta cùng nhau trở về nhà thôi. Đi khám phá trong thời gian dài á, trở về nhà cũng rất là hết. Và công việc đầu tiên của mình á là lập tức chạy qua nhà của chị y tá để có thể treo được những bức hình sau khi chụp lên á. Để không thôi mình để thất lạc mấy bức hình này thì ha, ổn lắm. Rồi treo Manaphy ở góc nào giờ ta? Mình cần phải treo ba em Pokemon chung một hệ đi. Em Azep ở đây nè, rồi kế đến là Manaphy ở phía trên. Còn em cuối cùng mình sẽ treo ở chỗ cao nhất nhá. Kế đến thì mình sẽ treo của Zekrom đi. Zekrom mình sẽ treo qua đây. Đó. Ủa, có một em rồng mình cũng vừa bắt được á. Đó chính là cái em đây nè. Em Salamence. Mình sẽ thử kiểu như là chụp hình rồi treo em ấy lên luôn nhá. Em này cũng khá là đẹp á. Rồi cho em ấy một bức hình luôn. Ý nhầm rồi, chụp gì mới đúng. Đó, treo em rồng này lên ngay vị trí này. Ui, hai em rồng đứng trên dưới nhau luôn nhá. Rồi tạm thời thì chụp hình đến đó thôi các bạn ơi. Công việc kế tiếp của mình á là mình sẽ thử kết hợp em Zekrom này với em Kyurem thử xem nhá. Để coi coi khi hai em này kết hợp thì nó sẽ ra màu trắng hay màu đen đây. Đầu tiên thì mình sẽ cất em này vô trong lại. Hai em huyền thoại thì cho qua bên đây. Và kiếm em Zekrom của mình cái đã. Zekrom, à không, Kyurem chứ nhầm. Cứ bị nhầm tên hai em này nè. Và để kiểu như là cho hai em đó kết hợp lại thì mình cần một thứ đó chính là đây nè, cái DNA laser á. Rồi và mình chỉ cần triệu hồi em hai em này ra cạnh bên như vậy nè. Rồi sau đó thì mình sẽ click vào cái em Kyurem một phát. Đó. Mình đã kết hợp hai máy lại thành một rồi các bạn ơi. Kyurem bây giờ của mình đã có cái đuôi á của em Zekrom hồi nãy rồi đó. Giờ thì có thể bay rồi đúng không? Đúng rồi, cái phần cánh á các bạn có thấy thay đổi không? Phần cánh bên phải á đã thay thế bằng cánh của em quên mất tiêu tên này. Cái em Zekrom, đúng rồi, Zekrom chứ Kyurem đã kết hợp thành một, mình cứ nhầm tên hoài à. Và về cái phần kỹ năng coi coi. Kỹ năng thì ấy không có được kỹ năng của em Zekrom rồi. Hơi tiếc á nha. Thay đổi rồi nhưng mà không có kỹ năng của em Zekrom, mình thấy hơi tiếc một chỗ đó thôi. Nhưng mà nói chung thì vẻ ngầu thì vẫn có từ em Zekrom các bạn ơi, nhất là phần đuôi á. Mình ấn tượng nhất ở Pokemon Zekrom đó chính là phần đuôi nhìn rất giống mũi khoan và khi kết hợp lại thì chỉ số tấn công của em này hình như được tăng lên thì phải. Để mình thử gỡ ra coi. Gỡ ra. Rồi, gỡ ra rồi nè. Và chỉ số tấn công của em Kyurem đó chính là 200, 201 thôi đúng không? Nhưng mà khi kết hợp lại một phát thì chỉ số tấn công nó đã lên 257, tức là tăng lên 56 điểm đó, sức mạnh đó các bạn ơi. Wow, cũng khá khá đó. Để sắp tới mình sẽ thử tìm nốt các em còn lại đó, đó chính là em Reshiram thử xem nhá. Coi coi khi kết hợp sẽ kiểu như là tăng lên bao nhiêu sức mạnh nhá. Nói chung thì khi kết hợp thì em này sẽ trở nên mạnh hơn nè và còn có thể bay nữa. Bên ngoài thì cũng ngầu hơn nữa cơ. Nói chung thì tuyệt vời. Và mong rằng sắp tới mình có thể gặp được các em còn lại nhá. Và trong ngày hôm nay thì mình cũng rất là may mắn khi mà có được em cuối cùng trong bộ ba thời tiết, đó chính là em Kyurem nè. Sắp tới mình sẽ cố gắng sưu tầm hết những cái bộ đôi hoặc là bộ ba Pokemon trong thế giới Pixelmon này nhé, để chúng ta có những Pokemon hùng mạnh hơn và có thể đánh bại những con boss tốt hơn á. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.